tôi chỉ kết hôn sau khi giải thưởng thôi. Không phải Ronaldo hay Park Ji Sung mà đây mới là nhân vật tạo nên quốc bảo Hàn Quốc Son Heung-min. Tôi không thấy tự hào mà thấy phải cố gắng nhiều hơn. Ông Son Heung-jup, cha của Son Heung-min, đã phát biểu như vậy sau khi con trai ông đoạt vô phá lưới Premier League. Ngay từ bé, Sonny cùng anh trai đã được người cha của mình huấn luyện một cách hết sức nghiêm khắc. Họ đã từng phải giữ bóng liên tục trong suốt 4 tiếng đồng hồ và cũng không được phép gia nhập một đội bóng cho đến giữa độ tuổi thiếu niên nhằm nắm vững kỹ thuật căn bản trước. Bình thường khi học viên bắt đầu chơi bóng, họ có xu hướng sử dụng chân thuận, tỷ lệ là 3-1, tức là sử dụng chân thuận 3 lần thì có 1 lần dùng chân không thuận. Trong trường hợp của Heung-min, tôi biết thằng bé thuận chân phải nên tôi yêu cầu rằng dù là tất, giày, dép, quần hay bất cứ thứ gì đi chăng nữa thì nó cũng phải xỏ chân trái vào trước để không quên là mình phải rèn luyện cả hai chân. Năm 2019, Oppa Son từng chia sẻ: "Bố bắt hai anh em chúng tôi tâng bóng 4 tiếng đồng hồ. Sau 3 tiếng tôi bắt đầu nhìn thấy ba quả bóng, còn sân thì biến thành màu đỏ." Mùa 2011, Sonny trở thành ngôi sao xứ Kim Chi sau khi tỏa sáng ở Asian Cup. Đó là lúc rất nhiều nhân vật nổi tiếng ở showbiz, những cô gái có nhóm nhạc nhắn tin cho anh liên tục. Ngay lập tức, ông Son cũng giúp nổi giận cấm tiệt con trai mình bước chân vào giới showbiz. Khi bạn kết hôn, gia đình là ưu tiên hàng đầu, sau đó mới đến bóng đá. Cha tôi muốn đảm bảo rằng khi vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp, bóng đá sẽ là số 1. Đó là lý do tôi chỉ kết hôn sau khi giải thưởng thôi.